chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đem quà ra bên ngoài đó tặng cho các anh quay phim ở trước nhà nha cô chú. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi chào chị. Dạ. Qua chị Loan cũng tặng cho các anh em một lọc nha cô chú. Đây rất là quý luôn. Dạ thì hiện tại bây giờ là trời Sài Gòn cũng vừa mưa, có một cái mưa rất là lớn nha cô chú anh chị. Đó, thì buổi chiều ngày hôm nay chị Loan cũng mang các dĩa xôi rồi đem ra tặng cho các anh em quay trước nhà cô chú anh chị đỡ ăn cho nó đỡ đói cô chú. Dạ thì buổi trưa ngày hôm nay là ngày cúng xá tang của mẹ anh Thành Mỹ nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía bên trong có chị Loan nha cô chú. Đó, rất là quý Loan. Hiện tại bây giờ là chú của Beken cũng đem những cái thùng giấy bỏ cô chú đem ra trước nhà để cho các cô chú anh chị về chai đến nhặt cô chú. Đó, và chú Chánh thì nay chú Chánh cũng lên phụ việc cho chị Loan nha cô chú. Đó, chú Beken cứ buổi chiều là chú của Beken cũng sẽ lấy những cái thùng giấy bỏ cô chú. Dạ thì những cái thùng giấy này cô chú anh chị thì được các anh gáp chở hàng đến giao cô chú. Rồi chị Loan sẽ tháo những cái thùng giấy đi ra cô chú anh chị và lấy những cái món hàng ra. Rồi khi mà các cô chú anh chị đặt hàng thì chị sẽ thay những cái thùng giấy mới nha cô chú, đỡ bỏ hàng vào trong đó rồi dán băng keo lại nha cô chú anh chị. Thì nói chung là hiện tại bây giờ là em cũng đang có mặt tại nhà chị Loan để quay chia sẻ về cái cảnh quan buổi chiều của chị Loan bán hàng được gửi đến cho các cô chú anh chị gần xa được xem. Dạ thì em cũng mong rằng là các cô chú anh chị cũng cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú. Ngày hôm nay thì cũng có các đoàn khách cũng ở rất là xa đến nhà chị Loan mua hàng nha cô chú anh chị. Dạ thì cũng có đoàn ở thẳng Phú Quốc luôn nha cô chú, cũng bay máy bay vào sân bay Tân Thống Nhất cô chú anh chị, rồi cũng đến nhà chị Loan mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Đó, rất là quý luôn. Phải nói rằng là buổi trưa ngày hôm nay á cô chú thì anh Thành Mỹ này và chị Loan này cũng làm một cái mâm cơm để cúng cho mẹ anh Thành Mỹ. Thì trong lúc đó cô chú anh chị Loan và anh Thành Mỹ cũng quỳ lạy đồ cô chú. Nói chung là em cũng có quay được cái video đó và em cũng có đăng lên đó. Thì các cô chú anh chị khán giả cũng comment rất là nhiều luôn. Thì comment rằng là anh Thành Mỹ này và chị Loan này và chị Bùm Bùm này, thì nói chung á là ba anh chị em á bây giờ là sống rất là thương yêu nhau nha cô chú chị. Đó thì các cô cũng comment là nói rằng là yêu thương ba anh em rất là nhiều luôn. Đó, cô chú thì vừa rồi là trời Sài Gòn cũng trải qua một cơn mưa rất là lớn. Thì anh Hải cũng chở bé Bun đi học về, nói chung là mưa lớn quá em quay cũng không có được cái cảnh đó cô chú anh chị. Dạ.
cô chú. Dạ, phía bên trong hiện tại thì cũng có các anh chị người làm của chị Loan cũng đang đóng những cái đơn hàng để chuẩn bị gửi đi cho khách nha cô chú. Nhà chị Loan thì thường thường là buổi tối cô chú anh chị cũng có một anh trai gáp, thì nói chung là anh trai gáp đó là em ruột của chồng chị Bùm Bùm nha cô chú, thì chị đến nhận rất là nhiều hàng. Ngày hôm nay thì phải nói rằng là nhà chị Loan đó cô chú, khán giả cũng đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan cũng khá là đông nha cô chú anh chị. Tuy rằng là không có đông bằng ngày thứ bảy với chủ nhật nha cô chú. À, cô chú thì nói chung là buổi chiều em cũng quay về cái khung cảnh trước nhà chị Loan buổi chiều đã gửi đến cho các cô chú anh chị gần xa được xem. Dạ thì vừa rồi là trời Sài Gòn cũng mưa rất là lớn nha cô chú. Đó, bên trong thì có chú của Bê Ken cũng đang chấp xếp những cái thùng hàng lại cho nó gọn cô chú. Đó, với các anh chị người làm của chị Loan thì buổi chiều ngày hôm nay chị Loan cũng đem mấy cái dĩa xôi cho cô chú cũng ra gửi cho anh em trước nhà quay cô chú thì cho các anh em ăn cho nó đỡ đói. Đó, có sao thì em chia sẻ quậy nha cô chú anh chị. Dạ tôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.